Đây, căn nhà của mình mới thuê được, nằm trên trục đường Duy Tân, đường 2 chiều. Phía trước có trạm sạc, phía sau. Căn nhà này trước là họ kinh doanh bảo hiểm. Bây giờ mình sẽ mở cửa ra để vào trong, quay lại hiện trạng nhà trước khi thuê.